Trời Ôi, ghê chưa? ơi. Bà khè người ta. Ổng chứ bà Ổng gì. Lần đầu tiên mèo gặp chó thì sẽ như thế nào? Từ lúc mà bé Mau nó đẻ thằng Út thằng Dâu ra là hai đứa nó chưa bao giờ được gặp dì Nu luôn. Nên là bữa nay sẵn dịp đang đi sự kiện ở Gò Vấp, tôi chở thằng Dâu tạt ngang qua nhà mẹ ruột của tôi cho hai dì cháu nó gặp nhau. Trong cái khu này, cái nhà nào mà nhiều cây xanh tùm nhất thì đó chính là nhà mẹ của tôi. Còn đây là cái cách mà chị cả Nu mừng tôi mỗi lần mà tôi về thăm nhà nè. Cái lúc này em Nu vẫn chưa biết là tôi mang bé Dâu về. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, con mèo đầu tiên mà Nu gặp là bé Mon. Và đây là lần thứ hai nó gặp một con mèo khác. Cắn đi, mình đi sự kiện. Trời ơi, kinh quá vậy. Tội nghiệp rồi. Nu cắn rồi. Không, Nu không cắn đâu. Mở đi em, mở đi em. Trời ơi, gái về nhà ông cha về nhà ngoại hả? Bà cố. Về nhà bà cố. Dữ nó vậy? Con của Bi mà, phải gọi là bà cố chứ. Lên chức bà cố luôn hả? Đó, gặp chị Nu rồi, chị cả kìa. Sáng đi sự kiện bị con mèo khác vả vô trong đầu. Vậy hả? Sao nó hiền quá vậy? Yeah. Trời ơi, bị đi quýnh hả con? Trời ơi, đi quýnh hả? Ra đi con. Đâu? Chắc kìa, nó kìa. Kìa, nó kìa. Chắc không phải nói đi vậy. Trời ơi, nhẩm gì nổi. Nè con. Nè, đứng rồi đó. Dì Nu thì có vẻ rất là muốn hỏi thăm cháu, nhưng mà thằng Dâu thì nó lại hờ hững, không có muốn nhận họ hàng tí nào. Dì Nu quá là bất lực, vậy nên mới ra hỏi mẹ Na bí kíp để làm sao mà thân thiết với đứa cháu ngỗ ngược này. Mẹ Na nói là đơn giản thôi, bây giờ dì Nu với cháu hai đứa cứ ngồi cạnh nhau như vậy đi, còn mẹ Na thì đói bụng quá đi ăn cái đã. Có một món mà mỗi lần tôi về Gò Vấp là tôi phải ăn, đó là vịt quay. Gò Vấp không phải là mẹ đẻ của món vịt quay, nhưng mà ở đây có một quán vịt quay ngon. Ăn xong ra ngoài thấy hai dì cháu có vẻ là cũng chưa hòa hợp nhau lắm. Từ một con mèo gầm cao, thằng Dâu bỗng dưng biến thành một con mèo gầm thấp, nó luồn lách chống chui chống nhủi. Để cho em bớt sợ sệt lại thì tôi đã lấy súp thưởng ra để dụ em, nhưng mà có vẻ như là nỗi sợ chó này quá lớn, vậy nên là em đâu có ăn được bao nhiêu đâu. Cảm giác là nằm trong vòng tay tôi nó không an toàn, vậy nên là em đòi nằm trong vòng tay bà cố mới chịu. Ơi, mẹ có em bé là tội ẩm nó gì đâu mà nó nhẹ hờn à. Con là Dâu hả? Có cháu mới rồi, bỏ Nu rồi. Bởi giờ không giữ quá rồi mẹ không thương Nu nữa. Này là con của Mo, nó là cháu ruột của con nó Nu. Không em gái đi con, không em đi. Nó mũ ruột ra đó. Cái bộ dạ cũng thích thích đó. Ăn tiền cái lỗ tai nè, với mắt nè. Cái lòng dơ dơ tí xíu không sao con ha. Thôi để lại Dâu đây nha, để Dâu lại đây nha. Cưng quá, cho mẹ đi. Dâu đây mẹ. Nè, ở đây mẹ nha. Nha, Dâu ở lại đây bà cố nha. Gì tới bà cố như vậy? Bà cố chứ gì bà, nữa. Bà không mà kêu là bà không Mon em về là bà ngoại hả? Mon là ngoại rồi. Ôi trời ơi, lên chiếc bà cố em. Xong để đẻ chập đỡ lên bà sống bà sơ luôn. Quá trời quá đất. Nó bắt con đi làm việc á hả con? Nó bắt con đi làm việc á hả? Sáng giờ con đi con kiếm được nhiêu tiền rồi, kiếm được mấy củ về cho mẹ rồi hả? Kiếm mấy củ rồi. Đi hôn mẹ cái mày, dục mẹ xuống. Mẹ không thương nó nữa. Nó hôn mẹ cái đi, mày dục nó xuống nha. Khó quá, có đề nghị nào dễ hơn không? Bắt tay 20 cái. Bắt tay 20 cái. Giờ nuôi bắt tay 20 cái đi. Bắt tay 20 cái mày dục mèo xuống nha. À, đây nè. Đây, ừ. Rồi. Đây. Đây. Đó, bắt nằm mỏi tay thôi. Rồi. Bắt xong mà không dục mèo. Rồi. Xuống là người ta giận luôn á. Bỏ mèo xuống đúng không? Giờ mày bỏ nó xuống nha. Mày bỏ nó xuống mày không thương nó nha. Hơi khơ khơ tầm hiệp lắm mẹ ảnh nó bên con bên nha. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi không biết là bằng một cái sự hấp dẫn vô hình nào mà vừa ẵm em Dâu lên là mẹ tôi cho em Nu ra rìa luôn, hay là tôi cho thằng Dâu ở lại đây với mẹ tôi luôn, đỡ được một miệng ăn, nghe cũng hợp lý quá ha.